Mở đầu là thông tin có liên quan tới vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội khiến 14 người tử vong. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ cháy. Theo đó, nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện, nổ bình ga, bình khí của xưởng sửa chữa xe máy nằm ở khu nhà trọ. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính của 11 trong tổng số 14 nạn nhân tử vong. Với các trường hợp còn lại, lực lượng nghiệp vụ sẽ giám định ADN để xác minh danh tính, làm rõ nhân thân. Như tin đã đưa, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay. Nhận được tin báo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Điều hành Bộ Công an, cùng với Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng công tác cứu nạn, cứu hộ. Có liên quan tới vụ tạt axit xảy ra tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 22 tháng 5. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay đã có thêm một bệnh nhân không qua khỏi. Đó là bệnh nhân nam sinh năm 1986, trú tại tỉnh Long An. Bệnh nhân đã phải đặt nội khí quản và thở máy, chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi, bỏng kết mạc, giác mạc, hai mắt độ 3-4, bỏng da 15%, độ hai vùng mặt và tứ chi, biến chứng chuyển hóa và suy thận cấp. Như vậy là đến nay vụ việc đã khiến hai nạn nhân tử vong và ba người khác đang phải điều trị. Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thương Thương, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội tham ô tài sản. Thương là kế toán viên bảo hiểm tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, lợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ của lãnh đạo. Đối tượng này đã lập các ủy nhiệm chi khống, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền, gửi ngân hàng. Thương đã chuyển tiền vào tài khoản của người quen rồi nhờ họ chuyển tiền lại cho mình để chiếm đoạt. Xác minh ban đầu, tổng số tiền mà Thương đã chiếm đoạt là hơn 68 tỷ đồng. Đỗ Thương Thương đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Trần Hoàng Vũ và Nguyễn Ngọc Điệp cùng chú tại huyện Long Hồ đã bị Tòa Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử. Cụ thể, vào cuối năm 2017, do không có tiền, Vũ đã nói dối là mình quen với nhiều lãnh đạo cơ quan tư pháp của tỉnh Vĩnh Long. Một số người vì tin theo đã nhờ Vũ đòi nợ hộ. Vũ sau đó đã nhờ Điệp làm giả các loại giấy tờ nhận nợ, cam kết trả nợ, chữ ký của con nợ, cũng như sử dụng tài liệu giả có con dấu và chữ ký của một đồng chí công an tỉnh. Với thủ đoạn này, Vũ đã chiếm đoạt số tiền trên 800 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ 16 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Nguyễn Ngọc Điệp 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Công Nam, trú tại huyện Kim Sơn, về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra xác minh, vào khoảng tháng 3 năm 2024, Nam đã mua 2 khẩu súng tự chế và 2 hộp đạn chì để bán cho người có nhu cầu. Khi đối tượng đang mang súng đi giao dịch cho khách, thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Qua giám định, 2 khẩu súng là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng, 95 viên đạn thuộc vũ khí thể thao. Thưa quý vị, như thông tin mà chúng tôi đã đưa vào rạng sáng nay, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31 ngách 98 ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã làm 14 người chết, 3 người bị thương. Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cùng với các đơn vị chức năng và người dân đã tập trung cứu được 7 người trong đám cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy kinh hoàng này. 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, đám cháy bắt đầu bùng lên. 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố và công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 công an quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hòa khẩn trương tới hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 52 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 7 người trong đám cháy. Mặt kịp thời của công an thì tôi thấy là từ lúc 12 giờ rưỡi bắt đầu là có cháy thì là bắt đầu vào rất là đông và giúp người dân là di chuyển rồi thì là để chữa cháy ấy.
thì đến tận 4 giờ sáng thì vẫn đến các bác vẫn rất là vất vả chạy cứu người. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy làm 14 người tử vong, 6 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Các nạn nhân khi nhập viện đều trong tình trạng ngạt khói, suy hô hấp. Ngoài trường hợp cụ bà hơn 80 tuổi đang phải hồi sức tích cực, hiện sức khỏe của các nạn nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại 6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Cơ bản tình trạng sức khỏe đang được kiểm soát tốt. Chúng tôi cũng chỉ đạo tiếp tục các bệnh viện ở Trung ương và bệnh viện thành phố hỗ trợ mặt chuyên môn để làm sao tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ngay trong sáng sớm nay, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an, cùng với Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau khi đám cháy được khống chế, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tập trung công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vong và 30 triệu đồng đối với người bị thương. Và trong khi đó, tại tỉnh Bình Dương, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cũng đang khẩn trương phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ một vụ tai nạn lao động xảy ra tại tầng hầm để xe của một chung cư trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 12 phút cùng ngày. Thời điểm này, các nhân viên đang tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống nén khí lạnh tại khu vực kỹ thuật của nhà hàng Grand Square thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một thì bất ngờ hệ thống phát nổ khiến 4 nhân viên kỹ thuật bị thương. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, trong quá trình sửa chữa bảo trì chiller làm mát của hệ thống điều hòa, thiết bị chứa chất làm mát dạng khí trơ được nén ở áp suất cao nên chuyển thành dạng lỏng có nhiệt độ rất thấp. Do quá trình thao tác các nhân viên bảo trì không thực hiện đúng kỹ thuật nên dẫn đến bị nổ cơ học, chất này có nhiệt độ rất thấp tiếp xúc và đã gây bỏng lạnh cho các nhân viên bảo trì. Tiếp tục với các tin tức khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục khởi tố và bắt giam thêm 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do đối tượng Nguyễn Hữu Chính, 34 tuổi cầm đầu. Hai đối tượng bao gồm Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1977, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Mỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hàm Tân; Trần Viết Quý, sinh năm 1985, công chức địa chính xã Sơn Mỹ. Tiến hành khám xét 4 điểm là nhà ở, nơi làm việc của hai đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ một số hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan công an, hai đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để thay đổi tên người vi phạm trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính với cùng hành vi trên nhằm bảo kê cho việc khai thác khoáng sản trái phép của Nguyễn Hữu Chính ở Bình Thuận. Vào ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Mali Phước, 59 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Bình Phước, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, ông Mali Phước lái xe ô tô mang biển số 93A10557 khi đã bị cơ quan chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Khi đi vào chùa Miên thuộc khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân thì va chạm với xe máy do ông Lê Văn Sinh, 50 tuổi, trú tại thành phố Đồng Xoài điều khiển, đi theo hướng ngược chiều gây tai nạn giao thông, hậu quả khiến ông Sinh tử vong sau đó. Sau tai nạn, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện Mali Phước vi phạm nồng độ cồn. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mali Phước 15 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Mặc dù không hề có hàng hóa, thế nhưng các đối tượng vẫn đăng tải các bài viết mua bán hàng giá rẻ để thu hút con mồi. Và khi các khách hàng đã chốt đơn thanh toán tiền, thì các đối tượng chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Lã Hoàng Anh, nơi ở hiện nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, và Vũ Trường Dũng, trú tại tỉnh Thanh Hóa, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra đã có căn cứ tài liệu khẳng định do không có công việc thu nhập ổn định, nên hai đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook tìm các hội nhóm bán xỉ, bán lẻ, bia, nước giải khát, mua quạt điện trên mạng xã hội để tìm người bán hàng, mua hàng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đã có hai nạn nhân bị Lã Hoàng Anh và Vũ Trường Dũng chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Điệp đã thu hồi toàn bộ tang vật và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quý Thanh và con gái là bà Trần Uyên Phương. Trước đó trong phiên sơ thẩm, ông Trần Quý Thanh bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù, bà Trần Uyên Phương 4 năm tù, bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung bản án, từ năm 2019 đến năm 2020, ba bị cáo thông qua môi giới đã cho các ông bà là Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3% một tháng, nhưng yêu cầu bên vay thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận, thì cha con ông Thanh đã nại ra các lý do bên vay đã vi phạm cam kết để không trả lại tài sản cho chủ tài sản, chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỷ đồng. Ngoài trách nhiệm hình sự của cha con ông Thanh, tòa cũng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về phần dân sự. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt đối với trang thông tin điện tử tổng hợp cafelen.vn vì hoạt động báo hóa. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát vì hành vi trích dẫn không chính xác nguyên văn nguồn tin chính thức theo quy định với số tiền 25 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng đối với trang thông tin điện tử tổng hợp cafelen.vn trong thời gian là 3 tháng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024. Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội vận chuyển hàng cấm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với Mạch Đức Hải trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi tổ chức vận chuyển hàng cấm là 9.700 bao thuốc lá điếu thành phẩm do nước ngoài sản xuất. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm 6 đối tượng khác có liên quan.